Honda HR-V 2022 chính thức ra mắt tại Indonesia với 4 phiên bản gồm S, E, C và Turbo RS và 2 hệ chuyển động. Trong đó, 3 phiên bản trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, VTEC 1.5 lít hút khí tự nhiên sản sinh công suất 121 mã lực và mô men xoắn 145 Nm. Phiên bản Turbo RS trang bị động cơ VTEC Turbo 1.5 lít, sản sinh công suất 177 mã lực và mô men xoắn 240 Nm. Cả hai động cơ đều được kết hợp với một hộp số vô cấp CVT. Về thiết kế, Honda HR-V 2022 tại Indonesia có thiết kế tương tự như xe ra mắt ở Thái Lan vào tháng 11 năm ngoái. Phần đầu xe trang bị đèn pha LED toàn phần, đèn báo rẽ tuần tự dạng LED và đèn sương mù LED. Mâm xe hợp kim có kích thước 17 inch hoặc 18 inch. Phiên bản Honda HR-V RS 2022 có những thiết kế khác biệt như lưới tản nhiệt mạ chrome thể thao, tích hợp logo màu đỏ trong khi cản trước cản sau, và nẹp xung quanh thân xe đều sơn màu đen hầm hố. Hốc gió trung tâm trên đầu xe còn có điểm nhấn đường màu đỏ và nẹp mạ chrome. Ngoài ra còn có hệ thống đèn LED từ trước ra sau, đèn báo rẽ tuần tự trên đầu xe và nẹp mạ chrome ở cản sau. Phiên bản này còn được sơn màu đỏ Ignite Red phối với nóc đen tương phản. Bên trong khoang cabin, Honda HR-V 2022 có ghế bọc da màu đen mới trên 3 phiên bản S, E, C, chỉ riêng bản RS có thêm đường chỉ khâu màu đỏ tương phản ở trên ghế và cả vô lăng. Đáng chú ý, HR-V 2022 sở hữu ghế Ultrasys mới chỉ xuất hiện trên Honda ra, với 3 tính năng Utility Mode gập phẳng hoàn toàn hàng ghế sau, Long Mode gập hai ghế bên phụ và Tone Mode gập ngược hàng ghế sau. Các trang bị tiện ích trên xe bao gồm màn hình màu đa thông tin TFT 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, 4 loa kết hợp 2 loa VET, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, khởi động bằng nút bấm, mở cửa xe không cần chìa khóa, hệ thống điều hòa tự động. Ngoài ra, xe còn có hệ thống Air Diffusion Outlet mới, với 3 chế độ thổi gió mang tên Normal, Diffusion và Close nhằm tăng cảm giác thoải mái cho người ngồi bên trong xe. Về an toàn, Honda HR-V 2022 tại Indonesia sẽ được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng điều chỉnh theo phương tiện phía trước, ở tốc độ thấp, cảnh báo khi phương tiện phía trước di chuyển, giảm thiểu chệch làn đường tích hợp cảnh báo chệch làn đường, phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha tự động. Ngoài ra còn có hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera chiếu hậu đa góc, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, camera cập lề Honda Land Watch, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử và đèn báo dừng khẩn cấp. Giá bán Honda HR-V 2022 tại Indonesia dao động từ 355,9 đến 499,9 triệu rupiah, khoảng 566 đến 795 triệu đồng. Sau Thái Lan và Indonesia, HR-V 2022 dự kiến sẽ đến Philippines vào tháng sau và Việt Nam có lẽ sẽ là thị trường tiếp theo.